Chào mọi người, hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cài đặt camera Xiaomi về điện thoại. Đầu tiên, chúng ta vào App Store, tìm kiếm và tải ứng dụng Mi Home về điện thoại. Sau khi tải về, chúng ta mở ứng dụng và chọn vào phần đăng ký. Chúng ta có thể đăng ký bằng số điện thoại hoặc email đều được. Mình đã có tài khoản rồi nên mình sẽ bỏ qua bước đăng ký và đăng nhập luôn. Ở mục thiết bị, chúng ta chọn biểu tượng dấu cộng ở góc phải trên cùng của màn hình để thêm thiết bị. Chúng ta chọn thiết bị được kết nối là máy ảnh và quét mã QR ở dưới chân đế. Ở đây chúng ta thao tác cắm kim vào lỗ và chờ tín hiệu đèn để cài đặt thiết bị. Sau đó tiến hành kết nối mạng. Tùy vào tốc độ mạng và thời gian kết nối của từng thiết bị khác nhau, mình mất khoảng gần 2 phút để thiết bị kết nối thành công. Tiếp theo chúng ta sẽ cài đặt vị trí của thiết bị để dễ dàng phân biệt. Vậy là chúng ta đã cài đặt thành công thiết bị vào điện thoại. Nếu bạn muốn chia sẻ thiết bị cho người thân cùng sử dụng, hãy chọn biểu tượng ở góc phải trên cùng của màn hình, kéo xuống và chọn mục chia sẻ thiết bị. Nhập số điện thoại hoặc địa chỉ email mà người bạn muốn chia sẻ. Vậy là chúng ta đã chia sẻ thiết bị thành công. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Hẹn các bạn ở những video tiếp theo.